Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi về tội ưng xả đối trị. Vị tỳ khưu nào sử dụng y phụ trội phạm xả đọa pháp. Y phụ trội nghĩa là y chưa được chú nguyện để dùng riêng hoặc dùng chung. Một vị tỳ khưu có thể mặc được hai bộ y, ba bộ y hoặc nhiều bộ y miễn là y đã được chú nguyện phải không ạ? Còn vị tỳ khưu dù mới có một bộ y đã được chú nguyện và đang sử dụng, bây giờ họ có thêm một bộ y nữa nhưng y này chưa được chú nguyện thì cũng không được sử dụng, muốn sử dụng thì phải được chú nguyện mới được sử dụng. Nếu không chú nguyện mà sử dụng thì phạm ưng xả đối trị có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị tỳ kheo thì được phép dùng ba y, ba cái y đấy là ba cái y chính mà vị đó phải nguyện rằng đây là y tăng dần lê, đây là y thượng, đây là y hạ. Thì ba cái bộ y đấy thì giống như là một vi vật bất ly thân, đi đâu cũng phải mang theo, ngủ một đêm cũng không được xa lìa. Ba cái y đấy phải luôn luôn ở bên mình. Thì còn ngoài ba cái y đấy ra thì vị đó có thể dùng các cái y phụ tùng khác tùy theo cái nhu cầu của từng người. Có cái người thì có nhu cầu ít thì vị đó dùng rất ít y phụ tùng, nhưng cũng có người thì có nhu cầu nhiều thì vị đó dùng nhiều y phụ tùng. Và trong luật thì Đức Phật lại không có quy định là tối đa tối thiểu là bao nhiêu cái y phụ tùng cả, nên là vị đấy dùng bao nhiêu. Nhưng mà dùng cái y phụ tùng thì nó có cái lời chú nguyện của cái y phụ tùng, đây là y phụ tùng của tôi, thì vị đó cũng cần phải đánh dấu vào các cái góc y đấy và chú nguyện như vậy. Vị đó dùng y, những cái y chính của mình cũng phải nguyện, đây là những cái y vai trái, đây là những cái y thượng y hạ của tôi, thì cái vị ấy phải chú nguyện. Còn khi dùng y phụ tùng thì vị đó cũng đánh dấu mà chú nguyện như vậy. Còn nếu mà không đánh dấu và không chú nguyện như vậy thì vị ấy sẽ phạm cái tội thì cái tội đấy nó cũng chỉ là cái tội nhẹ thôi, vị ấy có thể sám hối được. Còn khi mà vị đó mà lìa y cách đêm thì vị đó mới phạm vào cái tội ưng xả, thì vì nó cần phải xả cái y rồi thọ trì đạo. Thì cái đấy thì là ở trong luật thì sẽ đọc thêm ở trong luật thì sẽ hiểu rõ hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi vấn đề y đã được dứt điểm, tức ca thi ná đã hết hiệu lực, vị tỳ kheo xa lìa một trong ba y lầu chỉ một đêm phạm xả đọa pháp. Theo con hiểu là một vị tỳ kheo khi đã ở trong chú xứ như chùa thì không sao, hoặc đi ra khỏi chú xứ, ra khỏi chùa mà chỉ đi trong ngày không mang đủ tam y cũng không sao. Còn đi ra khỏi chùa mà đi qua đêm thì bắt buộc phải mang đầy đủ y của mình đi theo. Nếu không sẽ phạm ưng xả đối trị phải không ạ? Nếu như đi đến nhà cư sĩ được cư sĩ sắp xếp cho một phòng riêng, vậy có được để y trong phòng riêng rồi xa lìa y đi ra nơi khác không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Y này là nó phải ở trong phòng của mình thì nó mới không phạm, nếu mà nó ở bên ngoài thì nó phạm. Thì Đức Phật chế ra cái luật là y không được lìa xa khỏi mình là vì có những cái nơi mà có rất đông người tu, có đông những vị tỳ kheo, khi mình để y ở bên ngoài như vậy nó sẽ có cái sự nhầm lẫn, tức là người này có thể lấy nhầm lẫn y của người kia, rồi nó sinh ra cái sự tranh chấp, sinh ra cái sự cãi cọ và mâu thuẫn lẫn nhau. Vì vậy nên là y không có nghĩa là chỉ để ở trong chùa, mà mình để ở cái phòng nó là ngoài, bên ngoài phòng của mình thì nó cũng có thể xảy ra cái sự nhầm lẫn mất mát, hoặc là khi mà mình bị mất y rồi mình nghi ngờ cho những người khác lấy y của mình. Vì cái thời xưa y rất là hiếm, là có, là quý như vậy, thì một mất sinh ra 10 ngờ, mình ở chung với nhau nên khi mình nghi kỵ là vị này lấy y của tôi, vị kia có thể là vị đó lấy nhầm chẳng hạn. Cho nên là mới cần phải chế ra cái giới là luôn luôn giữ y ở trong cái phòng của mình chứ không được ở bên ngoài phòng của mình. Thế là nếu mà cái y mà bên ngoài của phòng của mình thì là phạm ưng xả đối trị. Thế là thì không phải là trong chùa đâu mà là bên ngoài phòng cũng là phạm rồi. Và khi mà để lìa y cách đêm là khi vị đó đi đâu đó qua đêm mà tới quá giờ rạng đông, vị đó trở về, thì khi mà vị đó trở về đã qua cái giờ rạng đông rồi thì là phạm, nhưng mà trước cái giờ rạng đông đấy thì sẽ không phạm.
nên là đấy là được gọi là cách đêm là vậy. Còn đi đến nhà cư sĩ, khi mà ở nhà cư sĩ thì vị đó cũng luôn luôn phải để cái những cái bộ y đó ở sát bên mình, chứ không được để ở trong phòng này rồi đi nơi khác, mà đi nơi khác mà cách qua một đêm quá cái giờ rạng đông thì vị đó cũng bị phạm vào cái tội nia y. Cái nia y thì vị đó cũng phạm vào ưng xà lối chít. Thì đi càng đi ra ngoài thì vị đó càng cần phải giữ cái y bên mình, ngay lúc ngủ cũng phải để ở ngay trên đầu giường, không quá một cái tầm với tay của mình, thì đấy mới đảm bảo an toàn tuyệt đối được cho ba cái y của mình như vậy, chứ không phải là mình để ở trong phòng của mình rồi để trong một cái phòng rồi mà mình có thể thoải mái đi lại được. Thì nên với một cái sự thận trọng ấy, thì nên luôn luôn mang theo mình những cái y chính đó, những cái y tăng già nê, y vai trái và y hạ, thì luôn luôn mang theo mình và không lìa khỏi cái phòng nghỉ của mình là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, một vị sa di có được nấu ăn không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị sa di mà nó còn tùy theo từng cái môi trường ấy, những cái môi trường mà có những người cư sĩ hộ độ rồi thì một vị sa di không được nấu ăn. Còn trong có những cái trường hợp mà sống ở một cái nơi mà không có những người cư sĩ hộ độ thì đôi khi một vị sa di cũng được phép nấu ăn. Cái này cũng rất là hạn chế, nhưng nó cũng chỉ trong một cái trường hợp nào đó nó quá là cần thiết. Đấy, tức là trong những cái trường hợp nó rất là cần thiết vì không có cái người hộ độ thì một vị sa di mới được phép làm cái việc đó. Còn nếu như mà một khi mà đã có những người cư sĩ, có những người hộ độ rồi thì một vị sa di cũng không nên làm cái việc đó. Thì cái này nó còn tùy trường hợp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Pháp Thiện ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong luật có nói là một vị tỳ kheo không được cất giữ thức ăn qua đêm. Vậy vị tỳ kheo ấy có được nhận vật thực, Phật tử cúng dường vào lúc phi thời như lúc buổi chiều và sau đó vị đó xả vật thực đó đi vào lúc trời tối có được không ạ? Con thấy điều này không có phạm vào việc cất giữ thức ăn qua đêm. Tiếp nữa là một vị tỳ kheo buổi sáng sau khi đi khất thực và thọ thực lúc buổi trưa xong, khi vào lúc ngưng thọ thực xong thì vừa lúc đến 12 giờ trưa, tức vừa đến lúc phi thời nhưng vị ấy còn một ít vật thực thọ còn lư như bánh kẹo, vị tỳ kheo ấy có bắt buộc phải xả ngay lập tức và không được chạm vào nó vì đã vào lúc phi thời không ạ? Con kính tri ân sư nhiều ạ và chúc sư nhiều sức khỏe ạ. Một cái vị tỳ kheo có những cái vật thực chỉ được phép tích trữ trong buổi sáng, có những cái vật thực được tích trữ trong một ngày, có những cái vật thực được tích trữ trong một tuần. Vậy không có nghĩa là một vị tỳ kheo không được tích trữ vật thực. Có những cái vật thực chỉ được phép sử dụng buổi sáng thôi, ví dụ như là cơm, cháo, cái đồ ăn cứng mềm, rau cải ngũ cốc thì chỉ được dùng buổi sáng, thì vị ấy chỉ được nhận vào buổi sáng thôi. Và mà quá cái giờ đứng bóng rồi thì vị đó không có nhận và không có đụng chạm vào những cái vật thực đấy nữa. Nếu có người cúng dường những cái vật thực ấy thì vị đó phải hướng dẫn cho người ta gặp cấp pi giá, và những người hộ tăng ấy sẽ là những cái người sẽ gìn giữ những cái vật thực ấy để làm những cái món, những cái vật thực ấy vào buổi hôm sau. Còn có những vật thực được giữ trong ngày như là đường hay là nước ngọt thì vị đó có thể được nhận cả phi thời và chỉ được dùng trước cái giờ rạng đông, chứ không được để cách đêm. Có những vật thực được dùng cả tuần thì vị đó được họ nhận lúc nào cũng được, buổi sáng buổi chiều cũng được, như mật ong, nước trái, chỉ như là mật ong, đường, vị ấy sẽ được giữ 7 ngày những cái vật thực đấy, thì vị đó sẽ được họ nhận bất cứ lúc nào, không giới hạn thời gian. Có những cái nó thuộc về dược phẩm là thuốc men thì vị đó sẽ được giữ cả đời, vị đó nhọ họ nhận lúc nào cũng được và giữ bao lâu cũng được, nó có nhiều cái khác nhau như vậy. Còn khi mà vị đó đang ăn
Mà đến cái giờ đứng bóng ấy, thì với một cái người mà giữ giới một cách nghiêm khắc, một cách nghiêm túc, thì dù đang ăn vị đấy cũng sẽ dừng lại luôn, vị đấy sẽ xả bỏ hết những cái vật thực mà mình đang ăn dở đó, đấy là, và mình vị đấy sẽ dừng lại và vị đó sẽ không ăn nữa. Thì vị đó là một cái người giữ giới nghiêm mật, thì vị đó sẽ thực hành như vậy, cho dù vị đó, nếu như vị đó chưa ăn mà đi các thực về đã hết giờ ăn rồi, có thể là vị đó sẽ nhịn luôn cái bữa ăn đó, vị đó sẽ không ăn luôn, vì cái vật thực đó đến muộn, quá giờ, hoặc là vị đó đang ăn nửa chừng mà đến cái giờ đứng bóng, vị đó cũng có thể sẽ dừng lại và vị đó xả cái vật thực đó không ăn nữa. Thì cái này nó còn tùy theo cái vị nào mà giữ giới ở cái mức độ cao thấp khác nhau, thì vị đó sẽ thực hành những cái độ nghiêm mật khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, giáo pháp ở các thời có các vị Phật khác nhau thì có khác nhau không ạ? Giáo pháp của các vị Phật khác nhau ấy, thì nói về cái pháp tu, những cái pháp cốt yếu ấy thì giống nhau, như là các vị Phật nào cũng dạy về cái pháp chân đế, pháp tục đế, cũng dạng dạy về bốn sự thật, về khổ tập diệt đạo, về phân biệt danh sắc, quán về duyên khởi, quán về cái sự vô thường của vô ngã, và chứng đắc các đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thực hành các pháp thiền chỉ, thiền quán, thì giống nhau. Nhưng mà còn có những cái pháp thì khác nhau, ví dụ như là những cái pháp về liên quan đến giữ giới thì khác nhau. Có những vị Phật thì có chế định giới luật, có vị Phật không chế định giới luật, có vị Phật thì chế định nhiều giới luật, có vị Phật chế định ít giới luật, thì đấy là có sự khác nhau như vậy. Nên là ngài Tán Lợi Phất có hỏi Đức Thế Tôn là trong giáo pháp của các vị Phật có cái sự tồn tại lâu dài khác nhau hay không, thì Đức Phật nói là có. Nếu như những cái vị Phật nào mà chế định nhiều giới luật thì giáo pháp sẽ tồn tại lâu hơn, còn những vị Phật nào mà chế định ít giới luật hay không chế định giới luật thì giáo pháp sẽ tồn tại ngắn hơn. Ví dụ có các vị Phật thì chỉ chế định những cái giới rất chung chung thôi, không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ giới được thanh tịnh, ấy là lời dạy của chư Phật. Chư Phật thường dạy dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn nạn tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Có thể chỉ dạng dạy những cái giới rất là chung chung như vậy, và các vị tỳ kheo đấy có thể vào cái thời rất là hiền thiện, cho nên là chỉ nghe pháp của Đức Phật một cái khoảng rất là ngắn ngủi thì các vị ấy đều chứng đắc đạo quả thánh nhân A-la-hán hết. Cho nên là vì với một cái hội chúng toàn thánh nhân như vậy, cho nên Đức Phật rất ít chú trọng đến chế định giới luật, hay là như trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama hiện tại 20 năm đầu Đức Phật không chế định giới luật, bởi vì nó cũng không cần thiết, vì các vị tỳ kheo đa số là những người chân chánh hiền thiện. Sau 20 năm thì có những cái vị ô nhiễm, tức là có những cái vị vì nợ dưỡng cho nên là vào tu tập và không có thực hành pháp, gây sự cãi nộ, đánh nhau chửi nhau nhiều, hỗn loạn ở trong giáo pháp nhiều, thì lúc đấy Đức Phật mới chế định giới luật, chế định giới luật ra. Thì những cái giới luật này có thể nó cũng sẽ làm cái sự mâu thuẫn thường xuyên, có cái sự tranh cãi, công kích lẫn nhau vì giới luật, như các vị tỳ kheo và Kosapi, có giới luật thì sẽ sinh ra cái sự cãi nhau nhiều hơn, nhưng cũng từ chính nhờ giới luật ấy lại khiến cho Phật pháp tồn tại lâu dài hơn. Tức là vì ngày nào thì Đức Phật cũng nói là cái sự tranh cãi về giới luật nó chỉ là cái chuyện nhỏ, còn cái khi nào mà giáo pháp bị phân tán, tức là người ta phát minh ra những cái pháp môn mới, thì lúc đấy mới là vấn đề lớn. Khi nào mà người ta cãi nhau là cái pháp môn tu này mới là đúng, pháp môn tu này là sai, thì lúc đấy mới là một cái sự hỗn loạn giáo pháp, đấy mới đáng sợ. Là cái sự trong giáo pháp của các vị Phật quá khứ, các vị Phật quá khứ hiện tại là như vậy. Nói chung là về cái nội dung của pháp, các cái pháp môn tu là đồng nhất, là đồng tất, vị Phật nào cũng giảng dạy những cái pháp môn tu tập đi đến niết bàn như nhau, chỉ có những cái pháp về giới luật thì có khác nhau. Đó là cái thời nào mà có nhiều những cái phàm tăng xuất hiện thì Đức Phật sẽ chế định giới luật nhiều hơn, còn những cái có những cái vị Phật trong những cái thời mà toàn là thánh tăng thôi thì các vị Phật ấy ít chế định giới luật hơn, thì nó chỉ khác nhau về cái điểm đó thôi. Còn cái con đường cái pháp ma tu thì Phật nào cũng giống giống như nhau.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, thưa sư, con nghe có giảng sư dạy rằng thọ lạc trong tứ thiền cũng là khổ, hay tu cao lên thì không những phải bỏ pháp bất thiện mà phải bỏ cả pháp thiện. Con không hiểu điều này, xin sư giảng giải cho con hiểu những điều này ạ. Thọ nó là một cái tâm sở. Khi mà mình có những cái cảm thọ khổ hay lạc hay là hỷ hay ưu thì nó là một cái tâm, nó là một cái pháp hữu vi, nó là một cái tâm thức, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái sinh diệt. Vì sinh diệt nó nên nó vô thường, vì vô thường ấy cho nên nó là khổ. Thì cái thọ lạc nó cũng là khổ, kể cả cái lạc của tam thiền thì nó cũng là khổ. Vì nó luôn luôn có sự dao động sinh diệt. Ví dụ như là một cái người mình đói cho nên mình được ăn. Khi ăn thì mình cứ tưởng ăn là nó hết khổ, nhưng mà trong cái lúc ăn ấy mình có thể cảm thấy ngon nhưng nó vẫn khổ. Khổ vì ăn ăn xong rồi mình cảm thấy cái bụng mình nó no, nó tức, nó cũng là khổ đấy. Vậy thì không phải là mình cứ có cái thọ lạc nào nó cũng là ấy là hạnh phúc, mà thọ lạc nào nó cũng là khổ hết. Cái dục lạc nó cũng là khổ, cái ni dục với cái lạc ni dục nó cũng là khổ. Mà tất cả những cái pháp hữu vi nó đều là khổ. Cái chúng sinh ở cõi địa ngục cũng khổ, cõi người cũng khổ, cõi chư thiên cũng khổ, cõi phạm thiên cũng khổ. Cái còn có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức này thì còn có vô thường nên còn có khổ, còn có khổ nên nó là vô ngã. Hiểu ra được như vậy thì mình mới thoát khỏi sự trói buộc của những cái thọ đó. Còn nếu mà mình chưa hiểu ra được thì mình không thoát được. Còn tu cao nên cao như nào đến cái ý sau Dạ, con thưa sư, hay tu cao lên thì không những phải bỏ pháp bất thiện mà phải bỏ cả pháp thiện ạ. tu cao nên mà bỏ pháp bất thiện hay bỏ pháp thiện thì không phải là bỏ, mà ở đây là ví dụ như một bậc tu chứng đến bậc A-la-hán, hay là một bậc mà tu chứng đến A-la-hán thì vị ấy không còn tham ái đối với những cái thiện và bất thiện nữa. Tức là tất cả những cái hành động của vị ấy không để lại cái nghiệp thiện ác, mà là đều để là cái hành duy tác, như Đức Phật đi thuyết pháp tế độ chúng sinh tạo công đức vô lượng ấy. Nhưng đối với Phật thì đó chỉ là hành động không có chấp thủ. Đối với các bậc A-la-hán cũng vậy, các vị ấy có thể làm những cái việc có lợi ích cho đời. Đấy, nhưng mà các vị không tham ái, không chấp vào cái hành động đấy là tôi, là tự ngã của tôi, cho nên những cái hành động ấy nó không để lại cái nghiệp thiện ác nữa. Thì cái tâm của vị ấy hoàn toàn là sống với tâm xả, xả cả với thiện với ác. Nó mang cái ý nghĩa như vậy, mang cái ý nghĩa là một cái vị thực đã đạt đến lậu tận rồi, thì vị đấy không còn chấp vào bất cứ một cái hành động thiện ác gì nữa, và tất cả những cái hành động thiện ác ấy là duy tác, cho nên mới gọi là không còn thiện, không còn ác, tức là không còn để lại cái nghiệp thiện ác gì, bởi vì cái tâm của vị đấy hoàn toàn là tâm xả, đấy là cái mang ý nghĩa như thế, chứ không phải là bỏ không làm việc thiện, bỏ không làm việc ác. Vì ngoài hai cái việc đấy ra thì cái việc gì là không thiện không ác, thì làm gì có cái việc gì là nó không thiện không ác. Mình chẳng qua là cái tâm mình có chấp vào hay không chấp vào mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, con thưa sư, trong bài giảng kinh Ví dụ lõi cây, phần trả lời câu hỏi thỉnh pháp, sư có giảng rằng một vị chứng A-la-hán vẫn còn tập khí xấu, còn có những lời nói làm cho người khác không vui lòng hoặc có lời nói thô thiển. Con có suy nghĩ về một vị A-la-hán là đã đoạn liệt các cấu uế, các tập khí. Vậy sư cho con hỏi chứng đến quả thánh nào thì mới đoạn tận những câu uế, những tập khí ạ? Chỉ có Đức Phật mới là cái bậc đã đoạn trừ hết tiền khiên tật, tức là những cái tiền khiên tật, những cái tập khí mà ở trong những cái kiếp quá khứ nó còn dư sót lại, như một cái vị A-la-hán. Vị ấy gọi những người khác là ngày người đê tiện kia, này người hạ tiện kia, thì đấy là cái tập khí do vị ấy 500 kiếp liền sinh ra là Bà La Môn, cho nên vị ấy có tập khí ấy. Hay là có những vị A-la-hán thì có những cái kiếp đã có nhiều những cái kiếp làm những cái ở một cái cõi như súc sinh nào đấy, cho nên nó còn những cái tập khí xấu của những cái chúng sinh đó.
Thì đấy là gọi là những cái tiền kiên tật, nó không hề có phiền não ở trong đó, nhưng mà vị đó vẫn còn bộc phát ra những cái hành động xấu đấy. Thì với các bậc A-la-hán đều có hết, bậc A-la-hán nào cũng có, chỉ có mỗi Đức Phật nó không có. Đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết phiền não và các tiền kiên tật, chỉ có Phật chỉ có một vị Phật thì mới hết, còn một vị A-la-hán không hết những cái tiền kiên tật ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Kiên ạ. Dạ, con thưa sư, một người không học giáo pháp hoặc chỉ học hiểu sơ qua về giáo pháp nhưng thực hành thiền chỉ, thiền quán thì có chứng đắc giải thoát đạt được Niết Bàn không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Một vị học giả. Dạ, con thưa sư, một người không học giáo pháp hoặc chỉ học hiểu sơ qua về giáo pháp nhưng thực hành thiền chỉ, thiền quán thì có chứng đắc giải thoát đạt được Niết Bàn không ạ? Vị đó không học giáo pháp nhưng vị đó thực hành thiền chỉ quán thông qua một cái vị thầy giảng hướng dẫn, thì cái vị thầy đấy là một cái người thông thạo về pháp học pháp hành ấy. Thì vị đấy sẽ hướng dẫn được cho cái vị đó, thì vị đó không phải là không học mà vị đó học kết hợp với hành. Thế là hôm đấy mà hành đến cái pháp gì thì cái vị thầy đó sẽ dạy là hãy thực hành pháp như thế này, hãy thực hành cái pháp này để đạt đến sơ thiền, rồi hãy thực hành như thế này để đạt đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền. Thì luôn luôn có một cái vị thầy hướng dẫn như vậy, thì vị đó không cần phải mất thời gian để học hết các cái pháp học thì vị đó vẫn thực hành được. Rồi sau đó thực hành đến tiền tuệ thì vị thầy sẽ dạy như thế này là phân biệt sắc, như thế này là phân biệt danh, như thế này là phân biệt nhân duyên, như thế này là tuệ quán vô thường của vô ngã, như thế này để đi đến chấm dứt các cái kiết sử phiền não. Thì đấy là vị ấy luôn luôn được học và bên được một vị thầy kèm, và vị đó học rồi hành kết hợp với nhau, cứ học xong rồi lại hành, học xong rồi hành, chứ không có cái chuyện mà vị đó không học một chút nào rồi vị đó có thể tự thực hành được. Vị đó không hề biết gì về pháp học, rồi vị ấy cứ nhắm mắt và ngồi thiền không có ai hướng dẫn thì không bao giờ đạt được cái pháp gì hết. Không biết có tu tập ấy. Còn có những vị người ấy thông thạo pháp học, vị ấy có thể thuộc lòng những cái phương pháp tu tập thì vị ấy có thể tự thực hành được. Vị ấy có thể ẩn ở trong một cái am thất nào đấy, vị đấy tự thực hành, vị ấy biết rõ là muốn tu tập thiền chỉ thì cần phải thực hành như thế này, muốn tu tập thiền quán thì cần phải thực hành như thế này. Do thông thạo về pháp học rồi, vị ấy có thể là ít lệ thuộc vào một vị thầy, vị ấy có thể tự mình thực hành. Hoặc nếu như lúc nào vị đó hoài nghi, vị đó mới cần tìm đến một vị thầy có kinh nghiệm để hỏi. Còn không thì vị đấy vẫn tự thực hành được, là nhờ vị ấy có pháp học. Còn một vị không học là vị ấy luôn luôn phải có một vị thầy có kinh nghiệm kèm từng chút một, thì vị ấy thành tựu được nhờ có học và hành kết hợp với nhau. Chứ không thể nói là một cái người không biết một chút về pháp học lại cũng không có một vị thầy nào hướng dẫn mà tự thực hành thì không thành tựu được. Còn nếu như vị đó không biết một chút nào về pháp học nhưng vị ấy có một vị thầy dẫn dắt thì vị ấy có thể thực hành được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, theo con biết Đức Thế Tôn chỉ dạy đệ tử bằng bàn tay mở, ngài thường ví dụ ít ẩn dụ, song trong kinh Đại Khổng Tước, ngài lại khuyên các thầy tỳ khưu trì chú Đa Ha La Ni để chữa rắn cắn cho thầy Savati. Vậy con xin hỏi, trì chú có vượt qua được nhân quả, trì chú có đạt được giác ngộ giải thoát không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chỉ chú hay là những cái bài kinh bảo hộ thì cái pháp đấy là cũng đôi khi có những cái pháp giống như là nói nên những cái lời chân thật, hay là mình tuyên thuyết nên những cái lời chân thật, sức mạnh của sự thật nó có thể làm thay đổi được, nó có thể làm cho một cái người nào đó đạt được những cái ý nguyện như mình mong muốn. Như là ngày xưa có một ông vua đi đến một cái dòng sông, nước nó chảy rất là dữ dội, chảy mạnh. Lúc đấy ông ấy mới nghĩ rằng ông mới nói với các vị đại thần rằng bây giờ có một vị sa môn nào có thần thông lực có thể làm cho dòng sông này chảy ngược được không ạ, các khanh? Thì lúc đấy các vị đại thần nói rằng không thể có, thưa bệ hạ, dù các vị có thần thông đến mấy cũng chả thể nào làm cho nước dòng sông này chảy ngược được. Thì lúc đấy có một cái cô kỹ nữ, cô này có nghe được cái câu chuyện đấy, cô ấy khởi lên một cái lời chân thật. Cô nói rằng là cô phát nguyện chân thật rằng là
tôi thật sự chỉ bán thân để nuôi mạng sống. Đấy là sự thật. Nếu như mà tôi sống đúng với sự thật này thì hãy cái dòng sông này hãy chảy ngược lại, cái nước con dòng nước này hãy chảy ngược lại, và cái lúc đó cái dòng nước đó nó chảy ngược lại dòng sông. Đấy là cái sức mạnh của cái sự thật là như vậy, nó khiến cho cái người đấy có thể đạt được những cái sự vi diệu như thế. Đấy là sức mạnh của vị thật. Thì một cái người mà bị nọc độc cắn đáng cái lý thường tình là sẽ đi đến chết, chứ không thể cứu sống được. Nhưng mà có thể là sức mạnh của cái lời nói chân thật đấy có thể khiến cho cái nọc độc đấy nó tiêu tan được, nó đi ngược lại với cái quy luật đó được. Thì trong các cái bài kinh bảo hộ thì Đức Phật thường chỉ dạy người ta nói nên các sự thật, chứ không phải là nói nên cái câu thần chú nào cả. Đức Phật không có dạy cái câu thần chú nào hết. Đức Phật chỉ dạy là hãy nói nên các sự thật, hãy tuyên thuyết các sự thật. Một cái người lấy cái sức mạnh của cái sự thật đấy có thể thay đổi được một cái điều từ hiểm nguy trở thành cái sự an vui, trở thành cái sự an toàn được. Đó là ý nghĩa như vậy. Cho nên là mới có những cái pháp bảo hộ bằng những cái lời tuyên thuyết những cái sự thật như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Dạ, con thưa sư, con thường theo dõi các chương trình Thiền và Đời Sống do sư Tinh Cần hướng dẫn. Khi học kinh Trung Bộ hay Trường Bộ Kinh con rất hoan hỷ, nhất là Trung Bộ Kinh, nhưng khi đến Tiểu Bộ Kinh nói về tiền thân Đức Phật, con liền sinh ra tâm hoài nghi vì sự tương giao giữa con người, thần linh, ngạ quỷ, chư thiên trở thành phổ biến. Con kinh mang dấu ấn thần thoại nhiều. Con xin sư giải đáp về sự hoài nghi này để việc tín tu của con được tăng trưởng hơn ạ. Con xin tạ ơn sư ạ. Thì những con người sống ở những cái thời đại khác nhau có những cái sự khác biệt nhau một cách hoàn toàn mà người ta cảm thấy kinh ngạc, không thể nào tin tưởng được. Ví dụ như là cách đây khoảng 100 năm trước, mà bây giờ mình nghĩ đến mà mình có thể cầm một cái điện thoại thông minh mà có thể nghe gọi một cái hình được của nhau, thì cái lúc đấy là ảo tưởng, lúc đấy là cái viễn tưởng, không không ai nghĩ đến đâu. Cách đây 1.000 năm trước mà nghĩ có thể ngồi máy bay đi đến nơi này nơi kia, có thể có điện thoại, có ô tô, có vi tính, có tivi như thời nay, thì lúc đấy nó là viễn tưởng, là cảm thấy không thể có được, không thể tin được. Và nếu như ai đó mà nghĩ đến cái chuyện này thì mình sẽ nghĩ rằng cái người đó đang ảo tưởng, hay là đấy là một cái điều vi diệu như là một cái sự thần thông quảng đại nào đó. Đấy, thì cũng ngay ở cái thời này với thời này thôi, có thể cách nhau chỉ 50 năm thôi, mình đã thấy nó quá là khó tin tưởng rồi. Có những cái bây giờ mình chưa nghĩ đến, nhưng mà có thể 20 năm sau nó đã có những người phát minh ra và nó sẽ được phổ biến trong khắp cả dân gian. Có rất là nhiều những cái điều ở trong cái cuộc sống nó luôn luôn đổi thay bất tận như vậy, và cái trí hạn hẹp của con người mình chỉ thấy được cái trước mắt này thôi. Những cái gì nó đã quá là quen thuộc với mình thì mình mới tin được, còn những cái gì nó chỉ khác thường đi một tí, nó lạ lẫm đi một tí là mình đã không tin được rồi. Và có những cái ở những cái thời đại mà con người sống tới hàng nghìn năm, 10.000 năm, 20.000 năm, 40.000 năm, 80.000 năm. Thì đến thời bây giờ con người không bao giờ dám nghĩ đến, không bao giờ dám nghĩ đến trên đời này có người sống được 1.000 năm. Nhưng sự thật nó lại có những cái thời điểm mà con người đã sống tới hàng trăm ngàn năm lại là có thật. Thế thì bây giờ mà nói cái chuyện này ra khắp thiên hạ người ta phỉ báng, người ta sẽ nói rằng đấy chỉ là viễn tưởng, đấy chỉ là nhảm nhí ảo, không có thật. Nhưng mà cái chuyện đó trong kinh là nói là có thật. Hay là những cái chuyện về cái thân con người, có những cái thời đại mà con người ta to lớn, người ta cao tới 20-30 mét, người ta đây bây giờ thỉnh thoảng người ta để lại những cái dấu chân hàng nó rộng hàng mét, nó dài hàng mét, mà nó hóa thạch nhưng vẫn còn in lại ở rất nhiều nơi. Nhưng mà người ta không thể hiểu được tại sao có những người khổng lồ như vậy, nhưng thực tế và có những cái thời điểm con người to lớn khổng lồ như vậy đó, nhưng bây giờ có nói ra không ai tin được điều đó. Cho nên là những cái chuyện mà có những cái thời đại mà chư thiên với con người sống an hòa với nhau, có những cái loài thú có thể hiểu và nói được cái tiếng con người, thì lại là cái chuyện quá tầm thường, cái chuyện quá bình thường. Ngay thời bây giờ cũng vậy, vẫn đầy những con thú nó nghe được tiếng người, thật đầy con thú nó nói được tiếng người, chứ không phải không. Chẳng qua là mình không biết về những cái điều đó nó rất là hi hữu, nó rất là hiếm có, nó không có nhiều, nó không phổ thông trong thiên hạ, mình không biết thôi. Chứ những cái con vật mình nuôi
ở trong nhà mình rất nhiều con, nó hiểu hết được ngôn ngữ của con người, nó biết hết được cái văn hóa của con người, nó hiểu rõ cái tính cách, văn hóa, sinh hoạt của con người, nhưng nó là con vật, hoặc là nó không nói được tiếng người, hoặc là nói được rất ít tiếng người mà thôi, nhưng còn nó hiểu tiếng người và nó hiểu những cái sinh hoạt của con người là rất nhiều. Các con vật dù là con nhỏ bé, những con cua, con cá, những con chim, con chóc, con chó, con mèo, con voi, con trâu, con bò, nó đều có những con vật, nó đều hiểu được hết, nó đều nhưng cái sự giao tiếp thì nó có giới hạn, vì cái thời nay là cái thời mà con người với con vật có cái hạn chế về giao tiếp với nhau, nên là không giao tiếp được với nhau. Nhưng cũng có những cái thời con người với con vật nó có cái sự phổ thông về giao tiếp với nhau và có thể nói chuyện với nhau được. Và nhất là những cái nơi nào mà vị Bồ Tát sinh ra, vào những cái kiếp súc sinh nào đấy, thì ở cái nơi đấy, cái cộng đồng súc sinh đấy vẫn thường xuyên nói được tiếng người, là nhờ cái công đức của Bồ Tát, nhờ cái ba la mật thâm sâu của một vị Bồ Tát. Cho nên trong các chuyện tiền thân thường có những cái câu chuyện là những cái con vật nói chuyện được tiếng người rất là bình thường. Thì cái điều đó là hoàn toàn có thật. Nhưng mà có người tin người không, người nào tin tin, không tin thì thôi, mình đừng có đọc còn đến nhiều. Nếu mình tin thì mình cứ tin. Mình tin rằng Đức Phật không bao giờ nói đùa, không bao giờ nói tiểu thuyết. Đức Phật chỉ tuyên thuyết cho sự thật. Nhưng Đức Phật cũng nói là có những sự thật Đức Phật còn không dám nói ra, vì nói ra trên đời người ta không tin, người ta phỉ báng, người ta đọa địa ngục. Nên là có những sự thật Đức Phật nói ra được là vì cái thời đấy rất nhiều người thấy được điều đó, cho nên Đức Phật mới nói. Thời nay rất ít người thấy được điều đó, cho nên Đức Phật cho nên người ta bắt đầu hoài nghi. Nên dần dần người ta sẽ còn hoài nghi nhiều hơn nữa. Nhưng là đó cũng là chuyện rất bình thường thôi. Cho nên mình không cảm thấy hoài nghi thì mình đọc ít thôi. Còn tốt nhất là mình cứ nên tin những cái gì Đức Phật đã nói. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả ở tại Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, gần đây khi ngồi thiền, con cảm thấy nặng, tâm bám ngay được vào hơi thở, nhưng con cảm nhận sự căng thẳng. Con đã tán tâm bớt tập trung ra toàn thân, nhưng sự nặng nề cũng chỉ bớt chút ít. Trước đây khi ngồi thiền, từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, con trải qua được trạng thái tầm tứ, hỷ, lạc. Con mong sự chỉ dạy của sư để vượt qua được sự trở ngại này. Con xin cảm ơn sư ạ. Nhưng mà có cái hiện tượng nặng đấy là do cái sự chú tâm nó không được tự nhiên, là có cái tham cầu nó hơi lớn và mình nghĩ là mình đã đạt được cái gì đó nó hơi cao, hay là mình có một chút ảo tưởng gì đó, cho nên là nó mới cái tâm nó mới trở nên mất cái quân bình như vậy. Nên là bây giờ chỉ có cách là thứ nhất là để cái tâm nó thản nhiên ra một tí, nó nhẹ nhàng ra một tí, bớt chăm chú lại một chút thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, tập trung vào một cái điểm mà mình đừng có để sát vào da quá, để cách cái da ra một tí. Có khi mình để sát vào da quá nó mới mắc vào tứ đại, mắc vào thân tứ đại thì nó mới sinh ra những cái trạng thái đó. Thì giờ để tâm nhẹ nhàng hơn nữa, tập trung vào một cái điểm nhỏ hơn, để cách cái da ra một tí, và đừng nghĩ là mình đã đạt đến cái một cái gì, đừng mong cầu. Thiền là mình không mong cầu, mình cứ thản nhiên. Thiền với cái mục đích là để mình tĩnh tâm để cho tâm nó an định, nó bớt năng xăng. Chứ mình không nghĩ là mình đạt được cái gì đó cao siêu. Nên mình khi mình khởi lên cái ý mình nghĩ đạt được cái gì đó cao siêu, là nó sinh ra cái tâm nó hào hứng quá mức, nó bị ảo tưởng quá mức, nó bị áp lực, bị căng thẳng quá mức, cho nên là nó bị nặng như vậy. Đấy là cái dấu hiệu mà cái tâm nó đang bị thái quá, tinh tấn thái quá. Hoặc là mình nghĩ rằng mình thấy được tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì cái điều đó nó cũng không đúng, bởi vì ở cái trạng thái đấy, ở cái mức độ đấy thì mình chưa thể thấy được tầm tứ, những cái thiền chi đó. Những cái thiền chi đấy chỉ khi nào mình đạt đến một cái định rất là vững chắc, rất là sung mãn, rất là hỷ lạc, thì mình mới có thể phân biệt được những cái chi thiền này, mà phải có những cái cách thức phân biệt những cái chi thiền này, phải có cái sự hướng dẫn bài bản chi tiết, chứ không phải là mình cứ đọc trong sách rồi mình cứ vận dụng vào trong cái sự thực hành đó rồi tưởng tượng theo, thì là mình đang hành sai. Cho nên cái sự thực hành đấy có thể đang hành sai ở một cái gì đó, và cần phải có cái sự trình bày nó rõ ràng hơn, và có cái sự thực hành nó chuẩn mực hơn nữa thì mới mới được. Chứ còn như thế thì có cái vấn đề gì đó chưa được đúng lắm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Chitta.
Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi tại sao cùng là con cái trong nhà, cha mẹ lại thương đứa này không thương đứa kia? Các thầy ở chùa có thiên vị đệ tử này hơn vị đệ tử kia không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Con cái ở trong nhà, cha mẹ thương đứa này không thương đứa kia, nó là cái nhân duyên nhé. Nó là cái nhân duyên giữa cha mẹ với con cái. Có những cái đứa con nó là con của những cái cha mẹ đấy nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên là kiếp này sinh ra cha mẹ nó sẽ thương nó nhiều hơn. Có những cái đứa con nó có cái duyên nợ với cha mẹ, ví dụ những cái đứa này nó đã trong những cái kiếp quá khứ nó đã từng giúp đỡ những người cha mẹ này rất nhiều, giúp đỡ về tinh thần, về vật chất, có cái ân nghĩa với nhau, có cái ân đức với nhau, cái ân nhân với nhau, cho nên đời này gặp nhau thì nó có cái sự quan tâm lẫn nhau, có cái sự yêu quý nhau một cách đặc biệt tha thiết và nổi trội hơn. Nhưng mà cũng có những cái đứa con thì lại có khi lại là nghịch duyên nghịch tử, có khi lại là những cái kẻ thù, có khi lại là những cái người xa lạ, tức là khi nhân duyên với nhau nó rất là ít, rất ít đời ít kiếp từng là bà con quyến thuộc với nhau. Cho nên là đời này sinh ra mặc dù cũng là cha mẹ con cái anh chị em đấy nhưng mà nó cứ xa lạ thế nào ấy, có thể là nó có những cái gì tâm tư trong lòng những người thân mình không hiểu được, nhưng phải đi tâm sự với những người ngoài mà nó không thể gần gũi, không thể nào hiểu về cái tâm lý của nhau, và thậm chí những cái cha mẹ đấy với con cái luôn luôn có sự xung khắc đối đầu lẫn nhau. Vì vậy nên là vì cái nhân duyên nó có sự sai khác như vậy, cho nên là có cái chuyện cha mẹ yêu quý đứa này và không yêu quý đứa kia, đó là cái nhân duyên giữa cha mẹ với con cái có sự sai khác ấy. Với một cái người có hiểu nhân quả, có hiểu về luân hồi, có hiểu về những cái kiếp tái sinh khác nhau thì sẽ không có trách móc cái chuyện đó. Mình sau này mình có con cái mình cũng sẽ thế thôi, mình sẽ biết mình sẽ rất yêu quý đứa này nhưng mà sẽ không yêu quý đứa kia. Có những điều kia mình sẽ cảm thấy như ruột thịt của mình còn thương nó hơn bản thân mình, có thể hy sinh mọi thứ cho nó, nhưng mà cũng có đứa mình không muốn cho nó một cái gì, thấy nó như một người xa lạ, cái nhìn thì nó là đã thấy đáng ghét rồi. Còn có những đứa thì cái xa là thương, gần thì nhớ, thì cái này nó là cái tình cảm, nó là cái ân nghĩa, nó là cái ân nhân, nó là cái ân đức khác nhau giữa con người với con người. Hay là cái người nào có phước lớn thì cái người đấy sinh ra ở đâu cũng được mọi người yêu quý, chăm sóc chiều chuộng, nhưng mà cũng có người không có phước, cho nên là mình sinh ra ở trong nhà mình những người thân của mình cũng luôn luôn lạnh nhạt, cũng luôn luôn coi thường, cũng luôn luôn làm những chuyện trái ý với mình mà người ta không quan tâm đến mình vui hay buồn sướng hay khổ như thế nào cả, người ta không cần biết, người ta chỉ muốn biết là mình làm sao làm lợi ích cho người ta là được, người ta không bao giờ nghĩ chuyện làm lợi ích cho mình. Cái đấy cũng có, nhưng mà cũng có những đứa con thì luôn luôn được quan tâm, được chăm sóc, được chiều chuộng, được giúp đỡ về tinh thần và vật chất, thì đấy là cái nhân duyên khác nhau. Thì ở chùa cũng thế, ở chùa cũng y như là cái nhân duyên thầy trò, cũng y như là cái nhân duyên cha mẹ với con cái như vậy. Thì có những cái thầy trò thì đã từng là cái nhân duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, như Đức Phật với tôn giả Ananda chẳng hạn. Trong vô lượng rất nhiều những cái chuyện tiền thân mình sẽ thấy Đức Phật và Anan luôn luôn là những cái người thân quyến của nhau, cho nên ở cái kiếp này sinh ra thì gắn bó với nhau như hình với bóng. Đấy là dù là ở cái kiếp cuối cùng hay Đức Phật với Ngài Mục Kiền Liên, với Ngài Xá Lợi Phất, với các vị đại đệ tử cũng thế, cũng luôn luôn có cái sự thân cận với nhau, luôn luôn có cái sự bà con quyến thuộc lẫn nhau. Nhưng Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa thì lại khác. Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa thì kiếp nào sinh ra là cũng là mâu thuẫn với nhau, kiếp nào sinh ra cũng đối đầu nhau, kiếp nào sinh ra cũng làm hại nhau, đấy là cái ác duyên với nhau. Thì kiếp này cũng vẫn là thầy trò, nhưng mà là thầy trò thì lại không có hòa hợp với nhau, không có thuận ý nhau, mà luôn luôn có cái sự mâu thuẫn lẫn nhau. Thì cái mức độ mà một cái người thầy với cái người đệ tử thì cũng thế. Có những cái người thì rất là thân thiện, gần gũi yêu quý nhau, nhưng mà cũng có những người có cái mức độ nó xa cách hơn, có những người thì rất là xa cách, có những người thì luôn luôn có sự mâu thuẫn đối đầu với nhau. Đấy là thì thầy trò cũng thế, mà cha con cũng thế, cha mẹ con trong nhà cũng thế, thầy trò ở cái ngôi chùa sống với nhau cũng thế, mà ở trong một cái môi trường tu tập thì nó khác.
về dòng giống khác, về dòng tộc khác, về cái văn hóa nó rất là nhiều những cái khác, cho nên là cái sự đồng thuận, cái sự hiểu nhau hay là cái sự mâu thuẫn với nhau đôi khi nó còn, nó cũng rất nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà chỉ có cái môi trường nào có cái sự tu tập cao, mọi người cùng hướng về giáo pháp, cùng tu tập về giáo pháp, càng bỏ bớt đi những cái tôi của mình, thì cái môi trường đấy sẽ có cái sự hòa hợp. Còn cái môi trường nào mà mọi người luôn luôn muốn thể hiện cái tôi của mình thì nhiều hơn, thì cái môi trường đấy sẽ có nhiều mâu thuẫn với nhau hơn. Cái này nó cũng là cái nhân duyên của tại gia cũng vậy mà xuất gia nó cũng vậy. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Minh. Là con cung kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ở chùa mình có tổ chức khóa xuất gia Liêu Liên không ạ? Này còn để tùy duyên, lúc nào nó đủ nhân văn thì tìm làm cái này, cái đấy thì sẽ khi nào có thì mình sẽ báo sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hòa, Lào Cai ạ. Dạ, con xin kính bạch sư, xin sư cho con hỏi giữ năm giới trong đó có bao gồm giới ăn chay không ạ? Con xin chiên sư ạ. Trong năm giới không có giới nào là giới ăn chay nhá, có giới không sát sinh. Khi mà mình ăn thịt thì mình mua những cái chúng sinh đã được giết rồi, những người khác người ta đã làm thịt rồi mình mua về mình ăn, mình không thấy không nghe không nghi, tức là cái giới mà ăn chay mình có thể riêng. Nhưng mà trong năm giới thì không có liên quan đến này, chỉ có người xuất gia thì ăn tam tịnh nhục, tức là khi mà mình ăn thì mình về quán những cái thức ăn, nếu như người nào ăn thịt ấy thì về kiểm xem cái thức ăn đấy là cái gì, mình tránh ăn vào 10 cái món không được phép, và phải ăn và tam tịnh nhục, không thấy không nghe không nghi cái con vật đó nó bị giết thì mới được ăn. Nhưng cái này nó không liên quan đến không liên quan đến năm giới của người tại gia. Vậy thì năm giới không có cái giới nào là cái giới ăn chay, mà ăn chay nó luôn luôn là cái văn hóa ở thế gian chứ là không phải là một pháp môn tu tập. Một người ăn chay mà ô nhiễm bất thiện thì cũng thế, một người ăn mặn mà người ta có cái tâm từ bi hỷ xả, người ta vẫn tu giải thoát được. Người ăn chay cũng tu đến giải thoát được như nhau, không ai hơn ai hết, không ai kém ai hết. Thì việc ăn chay ăn mặn không nên bàn luận nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thảo ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, một đại kiếp là bao nhiêu năm ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một đại kiếp không thể tính nó là bao nhiêu năm được. Nó có thể là rất nhiều tỷ năm, nhiều tỷ năm. Còn chính xác bao nhiêu năm thì Đức Phật không nói và mình không cũng không thể biết được, chỉ biết nó là rất lâu dài vậy không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên một câu hỏi từ hành giả trên YouTube gửi ạ. Dạ, con kính bạch sư. Con thưa sư, con có nghe một vị sư nói rằng muốn thấy Đức Phật không khó, cứ tu tập giữ giới, khi chết tái sanh vào cõi chư thiên. Lúc đó muốn thấy Đức Phật thì những vị chư thiên đó sẽ dùng thần thông cho mình thấy được hình ảnh của Đức Phật trong quá khứ. Nói như vậy có đúng không? Kính thưa sư, giải thích cho con được hiểu ạ, vì có nhiều người thắc mắc đúng con ạ. Một cái vị mà có túc mạng trí, vị ấy có thể nhớ được những kiếp sống quá khứ của mình, thì có những kiếp vị ấy mà đã từng gặp Phật rồi thì vị đó sẽ thấy được Đức Phật ở trong kiếp quá khứ. Nếu như mình đã từng được nghe pháp, từng được tu tập hay là từng được đảnh lễ Phật thì vị đó vẫn có thể nhớ lại được hình ảnh Đức Phật. Thì cái chuyện mà nhớ lại được hình ảnh Đức Phật thì không khó, cái chuyện đó là chuyện bình thường, hay là một người có thiên nhãn để thấy các cái Đức Phật, nhưng đa số thấy bằng túc mạng trí. Có người, những người thực hành thiền tuệ quán, người ta nhớ về những kiếp sống quá khứ của mình, người ta đều có thể nhớ lại được những kiếp mình đã từng gặp Phật. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Còn một vị mà sinh lên cõi trời thì cái vị đấy có cái cơ hội để được gặp Phật cao. Như là bây giờ một cái người nào mà sinh về một cái cõi trời rồi, vị đấy nguyện là sẽ được gặp một vị Phật tương lai, giống như là Phật Di Lặc, Mét Tế Giá sẽ xuất hiện ở tương lai, thì điều đó có thể xảy ra. Nếu như mà vị đấy sinh về cái cõi trời, giả dụ như cõi trời Tusita, thì vị đấy phát nguyện là khi nào Đức Phật ra đời con sẽ được gặp Phật, nghe pháp và chứng ngộ Niết Bàn, thì điều đó có thể xảy ra, điều đó có thể sẽ gặp được Phật ở trong tương lai.
và được nghe pháp và chứng đắc niết bàn. Đấy là cái cơ hội cao nhất. Chứ còn một vị khác dùng thần thông cho mình thấy Phật quá khứ thì được cái gì, được lợi ích gì? Mình nhìn hình ảnh này mình suy ra Đức Phật ấy, tượng Phật, tranh Phật đầy này, thấy bằng tượng bằng tranh thì cũng thế, mà người ta dùng thần thông để cho mình thấy hình ảnh Đức Phật quá khứ thì cũng như mình nhìn tranh tượng đây chứ có khác gì đâu. Nên cái điều đó không nên bận tâm, không nên quan trọng, mà quan là mình muốn gặp Phật thì nguyện sinh về cõi chư thiên rồi chờ Đức Phật ra đời mà gặp, thì cái điều đó nó thiết thực hơn, nó nợ nạc hơn và mình có cơ hội chứng niết bàn cao hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thảo ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một vị nếu đăng nhập liệt thọ tưởng định, nếu có bom hạt nhân nổ, vị ấy có bị làm sao không ạ? Vì khi bom hạt nhân nổ, mọi thứ sẽ tan biến vào không gian ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà một cái vị mà nhập vào thiền diệt đấy mà vị ấy phát nguyện rằng dù có ban hạt nhân nổ, cái thân này cũng không sao, cái ngôi nhà này cũng không sao, cái khu vực của tôi đang ở đây cũng sẽ không sao, nếu như vị ấy nguyện như vậy trước khi nhập thiền ấy, thì có 10 quả bom hạt nhân nổ xuống đấy cũng không ảnh hưởng, 100 quả bom hay 1.000 quả bom hạt nhân mà nổ ở đấy cũng không phá hủy được cái khu vực mà vị đó đang ngồi, không đụng chạm gì đến một cái sợi lông tóc của vị đó được. Nên là bom hạt nhân là một cái gì đó rất bình thường, không phải là cao siêu. Có những cái năng lực thần thông của chư thiên còn cao gấp triệu lần bom hạt nhân ấy. Nhưng mà còn chẳng đáng sợ nữa, huống chi là bom hạt nhân thì sợ gì. Nên là không có sợ bom hạt nhân, mà muốn tránh được cái cứ tu tập cho chứng được thiền diệt đi thì sẽ tránh được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Liệu Tâm ạ. Dạ, con kính thưa sư, con có câu hỏi. Hầu như các sư Nam Tông không tự lái xe, điều này có xuất phát từ trong luật của Đức Phật không ạ? Hay là do tại sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nam Tông không lái xe, cái này nó là do cái oai nghi của một vị tỳ kheo, thì với một cái vị tỳ kheo sống đúng theo thời Đức Phật, đó là đầu trần chân đất, đi đâu chủ yếu là đi đầu trần chân đất, đôi khi vị đó có thể quá giang đi nhờ những người đánh xe, vì đó có thể thời Đức Phật thì không có xe động cơ máy móc như bây giờ, nhưng có xe ngựa xe bò, vị đấy vẫn có thể được nhờ người khác đi nhờ những cái xe ngựa xe bò ấy, chứ vị đó không được tự đánh xe, vì trong luật Đức Phật cũng không cho một vị tỳ kheo đánh xe như vậy, chỉ trừ cái trường hợp mà nó có cái gì đó nó nguy hiểm đến tính mạng, đến tai nạn gì đó nguy cấp lắm thì có thể được trong lúc đấy thôi, chứ bình thường thì không 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 được lái xe, vì đó là cái luật của xuất gia, vì các sư Nam Tông thì còn giữ cái luật nó gần với thời Đức Phật hơn, cho nên là có sự hành trì tốt hơn, cho nên có vị không lái xe là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phúc Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, các giáo chủ của các tôn giáo khác, họ đã đắc thiền hay thần thông nào hay không mà họ tự ngộ nhận mình là sứ giả của Thượng Đế hay chính mình là đấng cứu thế? Rồi họ đi lan truyền với mọi người như vậy, mong sư chỉ giáo cho con ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Có những vị thì vị ấy nhớ được về những đời sống quá khứ, có rất là từ xưa đến nay cũng vậy, có những cái vị ở cõi Phạm Thiên, người ta nhất là ở cái cõi Đại Phạm Thiên hay là Phạm Chúng Thiên ấy, là những cái chúng sinh sống ở cõi Phạm Chúng Thiên, khi người ta chết sẽ lại có người rồi người ta thực hành thiền, người ta nhớ được về cái kiếp sống của mình, thì người ta nhớ rằng ở trên cái cõi Phạm Thiên ấy có một cái vị Đại Phạm Thiên luôn luôn tự xưng ta là Thượng Đế, ta là chúa tể của những loài đã sinh và sẽ sinh, ta là cái người sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, là những người đã tạo ra tất cả cái sự sống ở trên thế gian này, hay tôn thì các vị ấy sẽ tôn thờ cái vị đấy, coi vị đấy như thượng đế, và những cái vị đấy nên quyến hóa, mới đi khắp nơi quyến hóa mọi người là hãy cầu nguyện để sinh trở về với thượng đế, thì đấy là những cái pháp đấy thời Đức Phật cũng có, trước thời Đức Phật cũng có, sau này cũng vẫn còn lưu truyền những cái tín ngưỡng dân gian như vậy, đó là rất nhiều vị ở các cái cõi trời người ta sinh về cái cõi thế gian này, hoặc là cũng có những người người ta sinh ở cái cõi trời, người ta sinh xuống cõi thế gian, và khi người ta nhớ lại được, có thể là do người ta nhập định, mà cũng có người không nhập định, người ta cũng tự động nhớ được về kiếp trước, có rất nhiều người ta nhớ về người ta nhớ kiếp trước một cách tự nhiên, người ta biết rằng là có những cõi trời, có những vị vua trời cai quản như vậy, có cái đời sống lạc phú cao quý như vậy, và mình chết ở cái cõi đấy là do phóng dật, do bất thiện gì đó mà mình sinh lại đây. Bây giờ nỗ lực
để mình cầu nguyện sinh về cõi thiên giới trở lại. Cho nên là vị đó mới đi khuyến hóa mọi người hãy cầu nguyện hay là hãy làm những cái việc công đức gì đó để được sinh về cõi chư thiên. Thì cái việc mà nhớ lại được những cái kiếp quá khứ để mình đã từng sống ở có cõi thiên giới như vậy thì rất nhiều người thế gian này có khả năng ấy, có thể nhớ lại được, hoặc cũng có người người ta nhớ lại được thông qua thực hành thiền định, người ta cũng có thể nhớ lại được. Còn cũng có những người, có những cái vị đạo sĩ hay là cũng có những cái vị giáo chủ là do ảo tưởng, có thể là do vị đó, cái tâm của vị đó có cái sự ảo tưởng gì đó, tưởng tượng ấy, hay là nhiều người người ta thực hành thiền nhưng mà người ta rơi vào cái trạng thái ảo tưởng, đó là người ta đi theo những cái cảnh mà nó xuất hiện ở trong tâm, rồi người ta tưởng ra cái gì nó thấy cái đó, thì vị đó bắt đầu đi tuyên truyền những cái ảo tưởng của chính mình, khiến cho những người khác đi tin theo những cái ảo tưởng đó. Cho nên trên đời có rất nhiều những con đường, có rất nhiều những vị đạo sư, có rất là nhiều những tôn giáo, có rất là nhiều những cái giáo phái có cái sự khác biệt nhau, có cái sự truyền giáo, truyền đạo, truyền thuyết giảng, những cái tư tưởng nó khác nhau, rất là xa lạ, nó rất là mâu thuẫn nhau, vì cái tư tưởng của mỗi người có cái sự khác nhau như vậy. Nên là cũng có những vị thì thuyết giảng con đường cũng tốt, nhưng mà cũng có những vị thuyết giảng những cái con đường rất là xấu xa. Nên là cái người nào có trí tuệ thì sẽ nhận ra được, người nào không có trí tuệ thì sẽ không biết được và cứ đi theo. Và nên là trên đời có người trí người mê là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huyền Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, 35 tuổi muốn đi xuất gia có cần sự đồng ý của cha mẹ không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Trong luật thì Đức Phật không có quy định là bao nhiêu tuổi là không cần sự đồng ý của cha mẹ nữa. Tốt nhất là mình cứ có cái sự đồng thuận của cha mẹ cho nó đảm bảo chắc chắn nhất. Dạ, con thưa sư, có câu hỏi, một số câu hỏi được gửi lên ạ. Đã hết 20 câu. Con xin đọc tiếp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính thỉnh sư chỉ dạy cho một người bạn của con một trường hợp như sau ạ. Chị bạn của con sống đời tại gia, còn nhiều phận sự. Mới đây chị ấy đến gặp một vị sa môn, được vị sa môn ấy chỉ dạy như sau. Cô vướng tâm tham ái con quá, hãy ngồi thiền cho đắc thiền. Mục đích là để không đi vào bốn con đường ác đạo. Cô chỉ còn 2 năm để làm việc đó nữa thôi. Vấn đề hai là vị sa môn ấy cũng nói thêm nội dung con hiểu như sau. Vị ấy nói về cảnh lưới tái sanh của một vị cư sĩ đã mất được sanh vào cõi lành. Vị ấy còn nói có thể hỏi một vị cư sĩ thực hành thiền, có nghĩa là một vị cư sĩ hành thiền có thể biết được cảnh lưới tái sanh của người đã mất. Kính thỉnh sư chỉ dạy cho chúng con hiểu. Nên hiểu hai vấn đề trên như thế nào, con xin thành kính tri ân sư ạ. Có thể là vị đấy nghĩ rằng mình có những cái năng lực thần thông cao siêu như vậy, có thể biết được thọ mạng của người khác, biết được người khác chết sinh về đâu, như kiểu là vị đó có những cái thiên nhãn rất là cao siêu như thế. Như thời Đức Phật ấy thì có những cái vị như Đức Phật thì có thể thấy được điều đó, nhưng những cái chuyện liên quan đến tương lai nó không diễn ra một cách chắc chắn. Cho nên Đức Phật không bao giờ nói khẳng định rằng một người này sẽ tương lai sẽ sống được những năm năm như thế, cũng rất là ít hiếm hoi Đức Phật không không hay nói như thế, vì tương lai con người ta nó hay thay đổi. Còn ngoài khả năng của Đức Phật thì các cái vị khác có, nếu như có những cái năng lực đấy nó rất là hạn chế, nhất là đến cái thời về sau này như thời bây giờ thì những cái năng lực về thần thông của con người nó yếu đi vô cùng tận, mà nó chỉ mạnh ở những người ảo tưởng mà thôi. Những người nào mà không có cái khả năng đấy thật ấy, người ta bị ảo tưởng ấy, thì người ta lại càng tự tin về cái năng lực đó ấy. Chứ cái năng lực đó mà của một người có thật, người ta sẽ thận trọng, người ta không có nói em một cách quá là cẩu thả như vậy. Thì cái người mà nói biết được cả tương lai, biết được cả tâm tánh, biết được cả cái căn cơ, biết được cả cái chết và tái sinh của người khác, hay là có thể dạy cho người khác có thể quán được chết tái sinh người khác như vậy, thì nó mang cái tính bị mê mị lòng người thì nhiều hơn là cái pháp đi đến giải thoát.
vì cái pháp này nó rất là nhạy cảm, nó sẽ làm mê hoặc lòng người, giống như là cái pháp mị dân ấy. Cái pháp đấy thì với cái thời đại bây giờ mà nó sẽ thu hút được rất là nhiều người có thể tin theo, nhưng mà đến một lúc nào đó cái sự thật đấy nó cũng được phơi bày thì người ta sẽ mất niềm tin vào những cái người mà có thể tuyên bố những cái pháp đó, rồi những cái người đấy sẽ làm cho rất là nhiều người bị ảo tưởng, bị lầm tưởng, bị mê lầm, và cái pháp đấy nó tà nhiều hơn là chánh, mà có thể những cái pháp ấy nên tránh xa thì tốt hơn là nên thực hành. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phùng Hòa. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con muốn tu tập đi đứng nằm ngồi đều trong tỉnh giác thì phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đi đứng nằm ngồi luôn luôn tỉnh giác thì vị ấy cần phải thọ trì một cái pháp nào đó, ví dụ như mình niệm ân Đức Phật, đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm tín, niệm thiên, hoặc niệm hơi thở vào ra, đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm hơi thở vào ra, hoặc là mình niệm thân đi, mình biết mình đang đi đứng nằm ngồi, biết đang đi đứng nằm ngồi thì cũng luôn luôn tỉnh giác, mình chỉ cần quay về mình niệm những oai nghi của mình đấy là được. Hoặc là một cái người mà thực hành những cái pháp quán về 32 thể trược, tóc lông móng răng da, da lông móng lông tóc, thì đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn quán như vậy. Hay mình thực hành thiền tứ đại, đi đứng nằm ngồi luôn luôn quán như thế. Khi mình hành đến thiền tuệ phân biệt danh sắc, đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn tuệ quán cái danh sắc trên thân tâm này, cái sự vô thường của vô ngã này. Vậy thì một người thọ trì một cái pháp gì, mình đang thực hành pháp gì thì đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn thực hành cái pháp đấy, đấy là mình đang chánh niệm tỉnh giác trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hương Trần ạ. Dạ, con kính bạch sư, ngoài buổi giảng kinh vào tối thứ bảy, sư có thể bố thí cho chúng con một buổi trong tuần về các bài kinh trong cuốn kinh Nhật tụng được không ạ? Cuốn kinh Nhật cũng cái điều đó thì cũng để tùy duyên. Đây, một lúc nào đó thì cũng có thể được, nhưng mà cứ để tùy duyên đã. Dạ, con kính thưa sư ạ, đã hết toàn bộ tất cả các câu hỏi được gửi tới trong ngày hôm nay ạ. Mọi người thì hồi hướng. Idam me punyam Asawa Kazam Vaham Hotu Idame Punyam Nibbanasa Vichado Hotu Mama Punya Bhagam Sabasatanam Pachemi Tesabe Medamam Punya Bhagam Napantu. Phước này này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước này này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước này này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du.